Hơn 1.000 lượt cán bộ quản lý, nhân viên, hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn tỉnh được bồi dưỡng nâng cao kiến thức nghiệp vụ trong năm 2023. Nội dung bồi dưỡng tập huấn chủ yếu về áp dụng bộ tiêu chuẩn năng lực chung trong ASEAN về ngành du lịch, thống kê du lịch và kỹ năng dự báo thị trường khách du lịch, nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch. Đặc biệt, hội thi hướng dẫn viên du lịch giỏi lần đầu tiên được tổ chức, giúp đội ngũ hướng dẫn viên du lịch, học sinh, sinh viên chuyên ngành du lịch, lễ tân được giao lưu, chia sẻ, tích lũy kinh nghiệm làm nghề. Chất lượng nguồn nhân lực du lịch được nâng cao kết hợp với việc hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, làm mới các sản phẩm du lịch đã giúp Lào Cai đón trên 7 triệu lượt du khách trong năm 2023. Doanh thu từ khách du lịch đạt trên 22.000 tỷ đồng.